Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbuy, mình là Amika đây. Hôm nay thì mình sẽ cùng nhau bàn về một cái chủ đề, đó chính là để lý giải là tại sao cái chiếc iPhone 11 nó lại là chiếc smartphone được bán chạy nhất vào nửa đầu năm 2020. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video các bạn nhé. À mà khoan, trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Clickbuy đã hỗ trợ cho mình sản phẩm này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết thì các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả của video để có thể tham khảo được nhé. Clickbuy hiện tại thì đang bán tất tần tật mọi dạng iPhone 11, từ mới cho đến cũ, từ quốc tế cho đến lock. Thì với cái việc mà trải dài trên phân khúc giá sẽ giúp cho các bạn có thể là mua được cái chiếc iPhone 11 này với mức giá tốt nhất. Đặc biệt là đối với cái phiên bản mà đang trên tay đây là phiên bản thuộc thị trường China, có hai SIM vật lý. Ở thì mức giá của nó dao động tầm khoảng là gần 15 triệu đồng cho phiên bản là mới 100% nguyên siêu, full box, đầy đủ phụ kiện, không thiếu một thứ gì cả. Đó, thì đây là một điều mà thấy cực khời và rõ ràng là mình đã chốt ngay một chiếc máy như thế này rồi. Màu đỏ trông cực kỳ là xinh xắn và đáng yêu luôn. Đó, rồi, ok, đó là sơ qua về phần quảng cáo thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video các bạn nhé. Điểm đầu tiên mà chúng ta có thể dễ dàng thấy được đó chính là nó đến từ Apple. Đó, đây là một thiết bị đến từ Apple. Và hiện tại iPhone 11 nó nằm trong những cái dòng máy thuộc cái series mà có mức giá rẻ nhất từ trước đến giờ. Thật sự là như thế. Đó cũng là lý do tại sao mà đối với lại cái thế hệ tiền nhiệm là chiếc iPhone XR thì nó cũng sẽ có cái doanh số lên tới là 26-27 triệu máy như thế. Còn đối với lại trên cái chiếc iPhone 11 này thì nó là gần tới 40 triệu máy các bạn ạ, tức là khoảng 37 triệu máy thì phải. Thật sự rất ấn tượng với doanh số của chiếc iPhone 11 này chỉ mới ra mắt vào cuối năm ngoái thôi. Tính ra ở thời điểm hiện tại là khoảng 1 năm rồi các bạn ạ. Và đây là lúc mà chúng ta chốt sổ để xem rằng là so với lại chiếc iPhone XR thì chiếc máy này nó đã tăng trưởng lên tới là 150%. Và ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là chiếc iPhone 11 này, thứ nhất, nó có một cái điểm mà cực kỳ đáng tiền, đó chính là logo táo này. Điều này là nó khiến cho rất là nhiều người dùng phải kiểu cực kỳ yêu thích này, trở thành fan cuồng, cũng như là thấy nó là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn, logo táo này. Cứ đối với lại một thiết bị đến từ Apple, năm nào họ cứ ra mắt đi chăng nữa thì chắc chắn là các chiếc điện thoại còn lại trong thế giới Android nó sẽ nhái theo cái form thiết kế như thế này. Ở thời điểm hiện tại thì mình thấy rằng là cái form camera mà có cái phần được đặt trong một cái module rồi sau đó là nó to như thế này là một điều mà đang trở nên dần cực kỳ là phổ biến, kể cả là trên Oppo Reno 4 này, rồi là kể cả là trên những dòng Galaxy Note 20 thế hệ mới đây thôi, mới được ra mắt vào tháng 8 đây. Thì các bạn cũng sẽ thấy này, nó có một cái cảm biến ống kính camera cực kỳ to. Đó, đi theo Apple hết mà, Apple sẽ là người đặt ra xuống. Kể cả là những người tiên phong đi chăng nữa thì Apple một khi đã làm cái nào thì nó sẽ ra cái đó, và chắc chắn là Apple sẽ là đặt viên gạch cho cái nền móng trở thành, cho những cái tính năng đó trở thành xu hướng, chứ không phải là những hãng tiên phong. Đối với Apple, việc tiên phong nó không quan trọng. Quan trọng là một khi chúng ta áp dụng cái tính năng gì thì cái tính năng đó chắc chắn phải là tính năng được làm tốt nhất. Đó, thì đó là lý do tại sao mà nhiều người dùng họ rất là trung thành với Apple là như thế. Tại vì mọi thứ nó làm đều rất là chỉnh chu, không có gấp gáp vội vã. Đó, và chất lượng hoàn thiện của cái chiếc iPhone này cũng thế. Cái form thiết kế của chiếc máy này thì thật sự từ trước giờ là mình thấy nó cực kỳ đẹp. Đối với lại thế hệ iPhone 12 thì các bạn sẽ thấy rằng là nó đi theo một cái thiên hướng vuông vức hơn như là trên những đời iPhone 4 series. Tuy nhiên thì mình không thích cái form thiết kế này lắm. Nhiều người đánh giá là đẹp nhưng mà cá nhân bản thân mình thấy mình vẫn thích cái form thiết kế được bo cong ở cái phần khung viền này hơn. Cầm thì nó sẽ thích tay hơn rất là nhiều. Đó, đi kèm với đó là về cái phần màn hình. Đi về phần màn hình thì nói chung là mình chỉ nói thêm về cái phần mở rộng thôi, chứ thực ra thì nó không phải là một điểm mạnh trên cái chiếc iPhone 11 này. Dù có áp đặt thêm cái công nghệ Retina trên này nữa thì cái chất lượng hiển thị của nó cũng kém cạnh hơn rất nhiều so với lại những chiếc điện thoại Android đến cùng phân khúc giá 15 triệu như thế này. Đó, và kể cả là nói chung ấy là về cái chất lượng tấm nền thì nó rất ok rồi. Tuy nhiên thì cái độ phân giải nó đã kéo cái độ tấm, cái chất lượng tấm nền này xuống một phần nào đó, khiến cho cái trải nghiệm hiển thị nó không thật sự là sướng lắm. Nhưng nó lại giúp cho cái chiếc iPhone này trở thành một trong những chiếc điện thoại có thời gian sử dụng pin tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Đó là lý do tại sao mà khi chúng ta nghĩ đến một thiết bị iPhone thì có một cái thời gian sử dụng pin trâu thì chắc chắn là sẽ lựa chọn ngay chiếc iPhone 11 này, không phòng bò. iPhone XR nó không thành công tại Việt Nam tại vì chính cái tên của nó đã khiến cho người dùng Việt Nam phải gọi là dè chừng. Cái tên XR có nghĩa là xém rẻ đó các bạn ạ. Và đối với lại một cái gọi là cái suy nghĩ, cái định hướng người Việt Nam từ trước đến giờ là họ luôn luôn là muốn cái gì cũng phải là gọi là cao cấp nhất, tốt nhất, xịn sò nhất. Đó, tại vì là kể cả bản thân mình đây chăng nữa thì mình vẫn có cái gọi là cái gì, cái sĩ mà. Đó, muốn thể hiện ra những cái mà mình dùng ra bên ngoài thì rõ ràng là chúng ta phải lựa chọn những cái mà tốt nhất, cao cấp nhất, xịn sò nhất chứ, đúng không? Đó. Nhưng mà đến đời iPhone 11 thì cái tên của nó là iPhone 11
tức là được xem là một cái tên chính thức chứ không còn là một cái tên mà kiểu đó, tự nhiên là hai cái phiên bản cao cấp kia là XS, XS Max thì tự nhiên cái phiên bản giá rẻ này là XR. Còn đối với lại iPhone 11 thì iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái hệ thống xuyên suốt và cái tên nó sẽ giúp cho cái chiếc điện thoại này người ta cảm thấy được rằng là à nó chính thống hơn. Đó, chứ không phải là một phiên bản rút gọn như là trên iPhone XR. Đó cũng là lý do tại sao mà nó khiến cho nhiều người dùng dễ dàng là chốt cái chiếc điện thoại này hơn so với lại thế hệ tiền nhiệm là iPhone XR. Đi kèm với đó là với cụm hai camera như thế này thì thật sự là Apple họ đã làm cực kỳ tốt. Từ trước giờ thì các bạn sẽ nghĩ rằng là đối với là hai camera thì chắc chắn là nó chỉ là một camera 6 phong với lại một camera chính chụp bình thường thôi. Nhưng mà trên iPhone 11 này thì nó có một camera cộng đồng thay vì là một camera tele để chụp ảnh 6 phong. Đây là một điều từ trước giờ thì LG họ đã làm rồi nhưng mà không thật sự mấy là thành công. Đó, và lúc đó thì mình thấy rằng LG họ làm thì mình cũng cảm thấy rằng là nó hơi bị viển vông ấy, tại vì hơi bị vô lý. Tại sao là không được trang bị để có thêm cái tính năng 6 phong thời thượng gọi là trào lưu ở thời điểm đó mà lại trang bị thêm một camera cộng đồng. Thì đến thời điểm hiện tại để mà lý giải cho vấn đề này đó chính là tại vì lúc đó chúng ta vẫn chưa có thể nào xóa phần bằng phần mềm được và phải phụ thuộc hoàn toàn vào phần cứng. Cho nên là rõ ràng LG ra mắt tiên phong là người mà đi với cụm camera kép bao gồm là một camera chính và một camera cộng đồng như thế, nhưng mà lại không thành công, không phải là người tạo ra xu hướng như ở thời điểm hiện tại. Ở thời điểm hiện tại thì Apple họ đã làm cực kỳ tốt với lại cái phần mềm rồi, chỉ cần là phần mềm thôi, không cần phải có thêm một camera vật lý nữa để làm gì cả, vẫn cho ra một bức ảnh 6 phong cực kỳ tốt trên iPhone XR. Và đến đời iPhone 11 thì nhiều người đã tin vào khả năng này rồi, cho nên họ dễ dàng mua hơn. Nếu như họ cần cái tính năng chụp 6 phong thì họ vẫn có thể là mua iPhone 11 về chụp 6 phong rất là bình thường. Kể cả là trên cái chiếc máy này nó còn có thêm cái tính năng chụp đêm cực kỳ là hiệu quả nữa. Đi kèm với đó là về phần pin, nhưng mà đã nói nó có chúng ta là một thời gian sử dụng pin rất là ấn tượng. Nghĩ đến một cái việc mà chiếc iPhone có thời gian sử dụng pin tốt, trâu và mức giá rẻ thì chỉ có iPhone 11 hoặc là iPhone XR, nghĩ ngay luôn. Đó, tại vì rõ ràng là với pin chỉ có dung lượng là hơn 3000 thôi nhưng mà được Apple họ tiêu cực kỳ tốt. Đi kèm với đó là một cái màn hình HD, nó cũng sẽ không làm cho cái chiếc máy này bị tiêu tốn hiệu năng, tiêu tốn điện năng quá nhiều. Đó cũng là lý do tại sao mà chiếc máy này trở nên gọi là thu hút nhiều giá trị hơn. Và chưa kể nha, chưa kể là chiếc máy này nó còn cài cho chúng ta là hệ điều hành iOS chứ không phải là Android. Nó có thể được hỗ trợ lên tới là hơn 5 năm, 5 phiên bản cập nhật phần mềm như thế. Rõ ràng ở thời điểm hiện tại các bạn sẽ thấy rằng iPhone 6S được ra mắt vào năm 2015 vẫn có thể được cập nhật lên iOS 14 cơ mà. Đó là lý do tại sao mà nhiều người họ muốn sử dụng lâu dài họ sẽ lựa chọn iPhone thay vì là Android. Những flagship Android thì kể cả là Samsung đi chăng nữa thì mới gần đây họ mới cam kết rằng là cập nhật 3 năm thôi. Chứ còn từ trước giờ thì nó bỏ ra một cái điện thoại gần 20-30 triệu như thế nhưng mà vẫn chỉ có thể là hỗ trợ cập nhật phần mềm trong vòng 2 năm. Điều này thì các bạn sẽ thấy này, qua 2 năm như thế với số tiền mình bỏ ra thì tự nhiên từ cái con đẻ biến thành con ghẻ luôn, bị bỏ luôn, chả ai quan tâm đến nữa. Là một điều xót xa chứ. Nhưng mà Apple thì nó xuyên suốt là như thế. Từ 2015, từ đời iPhone 6S đến bây giờ iPhone 11 này vẫn còn được cập nhật. Chứng tỏ một điều là iPhone 11 này vẫn có thể là cập nhật thêm 4 phiên bản hiệu hành iOS nữa. 13 thì có thể lên tới là tầm khoảng là 18, iOS 18 thì nó mới ngưng cập nhật. Đó là thấp nhất các bạn nhé. Thì đây là một điều thật sự rất ấn tượng. Còn một điểm mình quên nói nữa đó chính là về cái phần cấu hình của chip A13 Bionic ở thời điểm hiện tại. Nó cho ra một mức hiệu năng rất tốt. Song song với hệ điều hành iOS nữa thì rõ ràng cái gọi là cái thời gian sử dụng của nó ngày càng lâu và bền hơn nữa. Đó, thì rõ ràng tại sao những người dùng họ thích sự ăn chắc mặt bền, sử dụng lâu dài thì tại sao phải lựa chọn những chiếc điện thoại Android trong khi iPhone 11 nó đã đáp ứng cực kỳ tốt và nó cho ra một khả năng gấp 2, gấp 3 lần như thế. Đúng không nào? Đó cũng là lý do tại sao mà các bạn sẽ thấy rằng là iPhone 11 nó bán chạy như thế. Dùng iPhone không phải là giàu sang gì đâu mà kiểu là dùng iPhone là những người gọi là ăn chắc mặt bền đó các bạn à. Thật sự đó, nghèo như mình đây, một chiếc điện thoại 15 triệu thì cũng trả góp 15 tháng chứ cũng đâu phải là mua chốt luôn trả luôn một lần đâu, đúng không? Đó. Rồi ok, nó vui như thế thôi. Rồi và đó là những gì mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này thì xin hãy lại ý kiến của mình dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.